Nghỉ Tết Nhâm Dần từ 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2022. Cán bộ công chức viên chức và người lao động nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 cho đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2022. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 245 ngày 11 tháng 1 năm 2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc nghỉ Tết Nguyên Đán và Quốc khánh năm 2022 của cán bộ công chức viên chức và người lao động. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần từ ngày 31 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2022 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2022. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân và công tác phòng chống dịch. Các dịp nghỉ hàng tuần, nghỉ lễ Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Các bộ cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 35 ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc tăng cường các biến pháp bảo đảm đón Tết Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Phó Thủ tướng, Ủy quyền Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.